chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Calm Passion. Tôi tên là Hồ Hải, hôm nay sẽ cùng bạn Minh Huy sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu xe rất là đẹp. Và trước khi hai anh em bắt đầu giới thiệu về mẫu xe siêu xe này thì giúp bạn Minh Huy sẽ có đôi lời chia sẻ đến mọi người. Calm Passion muốn gửi tới các bạn một cái thông điệp là hãy tuân thủ cái quy định đeo khẩu trang của nhà nước cũng như là tuân thủ thông điệp 5K để bảo vệ an toàn cho chính mình cũng như là cộng đồng xung quanh. Cảm ơn bạn Huy đã thông điệp lưu ý đến mọi người. Chúng ta hãy luôn đeo khẩu trang ra đường để phòng chống dịch bệnh hiện nay. Và tiếp tục chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay. Hiện tại hai anh em đang có mặt tại Supreme Auto, một đơn vị nhập khẩu chính hãng của Ferrari tại Việt Nam. Và sau gần 2 năm hoạt động với bảo dưỡng tất cả dòng xe Ferrari và được anh em, tất cả thành viên, những người sở hữu Ferrari đánh giá rất là cao dịch vụ của Ferrari Việt Nam trong thời gian vừa qua. Sau một thời gian bảo dưỡng, sửa chữa các dòng xe Ferrari Việt Nam, Supreme Auto đã chính thức nhận đơn đặt hàng các mẫu xe chính hãng. Và hôm nay là mình giới thiệu một mẫu xe Ferrari được đánh giá là chiếc xe đường phố nhanh nhất, mạnh mẽ nhất của Ferrari. Thì cái chiếc xe này được đặt tên là SF90. SF90 là gì? SF chính là Scuderia Ferrari. Và 90 chính là thể hiện cho 90 năm thành lập của cái đội Scuderia Ferrari. Và chính vì thế mà cái chiếc xe này lại mang đậm cái dấu ấn của một chiếc xe đua thừa hưởng những cái công nghệ tiên tiến bậc nhất, và cũng là cái thành quả mà Ferrari đạt được sau cái khoảng thời gian dài nghiên cứu cũng như là tham gia các giải đua lớn nhỏ trên thế giới. Chính vì thế mà cái chiếc xe này gần như là một cái sự làm mới hoàn toàn, là một cái làn gió mới, cũng như là chiếc xe thương mại mạnh nhất của Ferrari tính đến thời điểm hiện tại. Bật mí cho các bạn là chiếc xe có tổng công suất lên tới 1.000 mã lực. Mẫu xe được trang bị động cơ V8 được đánh giá là mạnh nhất của Ferrari, có công suất 780 mã lực và vận hành cùng với hệ thống điện 3 motor 220 mã lực cho tổng công suất là gần 1.000 mã lực. Có lẽ đây là một mẫu xe hơn cả siêu xe nữa, là hypercar đấy. Đúng rồi, chiếc xe này là một cái chiếc xe mà mang trên mình một cái DNA hybrid. Nó không chỉ là biểu trưng cho một cái sự gọi là phát triển trong công nghệ của Ferrari, mà còn thể hiện cái tầm nhìn của hãng hướng tới cái việc là điện khí hóa theo cái xu thế chung, là hầu hết những cái mẫu xe, từ những cái mẫu xe thông thường cho đến những mẫu siêu xe trong cái xu hướng hiện tại là đang muốn điện khí hóa, từ đó để mang đến những cái yếu tố tốt hơn về việc bảo vệ môi trường cũng như là phù hợp với cả cái bước tiến trong cái sự phát triển hướng tới tương lai. Và Ferrari cũng đang trên cái con đường này, và một trong những cái mẫu xe mà tiếp tục những cái bước tiến này đó chính là SF90. Trước đây thì đã từng có cái chiếc LaFerrari, một cái huyền thoại mà các bạn chắc cũng không cần phải nhắc đến. Và nếu mà nói đến cái chiếc Ferrari và cái chiếc SF90 này thì các bạn có thể nhìn thấy được một số cái sự tương đồng trên hai chiếc xe này, cả về mặt thiết kế lẫn công nghệ. Cái chiếc SF90 này hiện tại thì đang được trang bị đầy đủ nhất mà thương hiệu Ferrari có đem tới cho những cái bảng option của SF90. Tuy nhiên thì trên chiếc xe này nó chỉ vẫn thiếu một cái option nhỏ nhỏ nữa thôi. Đó chính là các cái chi tiết là một cái đường sọc mà trang trí ở đây. Thì cái đường sọc này nó lại là một cái trang bị mà cực kỳ đặc biệt. Bởi vì nếu mà anh lựa chọn cái chiếc xe này với cái gói trang bị Assetto Fiorano thì mình mới được trang trí các cái đường mà màu bạc trang trí ở đằng trước xe. Còn nếu mà chiếc xe mà được trang bị cái gói thông thường mà không sử dụng Assetto Fiorano thì mình sẽ hoàn toàn không có được cái chi tiết này. Đầu tiên là về cái thiết kế tổng thể thì các bạn có thể nhìn thấy là cái chiếc SF90 này nó không giống bất kỳ các cái chiếc Ferrari nào mà tiền nhiệm trước đây cả. Nó đúng là chỉ có thể gọi là thừa hưởng một chút từ LaFerrari mà thôi. Chiếc xe này thì được thiết kế theo cái dạng Berlinetta và được lấy cảm hứng từ cái chiếc Ferrari ở thế hệ trước như là 360, có nghĩa là một chiếc xe rất cổ điển nhưng mà đã được hiện đại hóa hoàn toàn để trở thành một cái thiết kế nó mang tính là nó hiện đại hơn cũng như là hiệu quả hơn trong quá trình vận hành. S90 thì là một cái mẫu xe mà được thiết kế với các cái tính tối đa hóa về khí động học. Thì đây là một chiếc xe gần như là khi bạn cầm lái bạn sẽ cảm thấy như là đang cầm lái một chiếc xe đua. Các bạn có thể nhìn thấy là các cái chi tiết như là phần cản trước đã được thiết kế nhọn ra, thì các cái chi tiết như là đèn chiếu sáng cũng đã được thu nhỏ lại. Và đây là cái dạng đèn LED ma trận, chính vì thế mà đem lại một cái hiệu quả chiếu sáng tốt hơn cho xe. Các bạn có thể nhìn thấy là trên cái chiếc SF90 này thì cái phần cabin của xe đã được đẩy về đằng trước và cái phần nóc của xe đã được thiết kế thoải ra so với cả một số các cái mẫu Ferrari ở thời điểm hiện tại như là F8 Tributo. Chính vì thế mà đã có thể làm tăng cái tính khí động học của xe cũng như là tạo nên cái hiệu quả vận hành thực sự là hiệu quả và tốt hơn. Đây cũng chính là một trong những cái thành quả mà Ferrari đã đạt được sau khi tham gia rất nhiều các cái giải đua lớn nhỏ khác nhau ở trên thế giới.
Và như mình đã nói thì cái chiếc Ferrari SF90 Stradale này nó rất đặc biệt, bởi vì sao? Bởi vì chiếc xe này đã gần như được trang bị rất nhiều các chi tiết bằng carbon. Hầu hết tất cả những cái chi tiết như là các phần cản hay là các phần ốp của xe đều đã được trang bị hoàn toàn bằng carbon. Thậm chí là nguyên cái nắp capo này cũng là được làm bằng chất liệu carbon. Đây cũng chính là một trong những cái option mà chủ sở hữu có thể lựa chọn trên chiếc xe này. Và đồng thời cũng chính là một trong những cái chi tiết thuộc cái gói Assetto Fiorano Package, là cái gói mà để làm cho cái chiếc xe trở nên thể thao hơn, cũng như là đem lại một số các cái chi tiết mà giúp chiếc xe vận hành một cách tốt hơn. Điển hình trong cái gói Assetto Fiorano đó chính là cái hệ thống treo Multimatic. Là hệ thống này là được thừa hưởng từ những cái chiếc xe đua GT Pro. Và đây, cái gói này còn mang tới cho mình một số chi tiết như là bộ mâm hoàn toàn bằng carbon. Bộ mâm này nếu mà mình không trang bị gói Assetto Fiorano Package mà trang bị ở ngoài thì có thể mình sẽ phải trả cái khoản tiền lên tới 50.000 đô. Và cái gói Assetto Fiorano thì mình sẽ được trang bị kèm cái lốp Michelin Pilot Sport Cup 2. Do nó có một cái sức mạnh cực kỳ khủng khiếp nên là được trang bị một cái hệ thống phanh Brembo cực kỳ lớn. Mẫu xe này khi tăng tốc từ 0 tới 100 thì mất khoảng 2,5 giây thôi. Đúng 2,5 giây. 2,5 giây và 0,267 giây. 0,267 giây. Xe có tốc độ tối đa là 350 km/h. Wow. Và đây, đằng sau của xe là một cái chi tiết mà gọi là điểm sáng về mặt thiết kế trên SF90. Đó chính là cái hệ thống cánh gió sau Gurney. Thiết kế này đã từng được cấp phép độc quyền sáng chế. Ồ, thiết kế. Anh nghĩ là cánh gió thì có nhiều xe họ làm cánh gió lên xuống, nhưng mà tại sao mà họ làm độc quyền được cái phần này? Cái chi tiết độc đáo này thì đã từng xuất hiện trên một số các cái chiếc Ferrari khác. Anh có thể nhìn thấy là khi mà xe chạy ở tốc độ cao thì cái luồng không khí nó sẽ lưu thông qua đây. Qua đây, nó sẽ đi qua cái hốc này. Rồi. Từ đó tạo nên cái lực ép mà lên tới 390 kg. Thì cánh gió là sẽ được mở ra như vậy. Rồi, đây. Cái chi tiết này thì nó khác biệt so với cả một số các cái SF90 khác. Bởi vì là đây cũng là một trong những cái chi tiết thuộc cái gói trang bị Assetto Fiorano. Anh có thể thấy là cái phần đuôi xe của cái chiếc SF90 này đã được thiết kế lại hoàn toàn khác biệt hẳn so với hầu hết những cái chiếc Ferrari trước đây. Hệ thống đèn phía sau rất là đẹp. Đây là những cái chiếc Ferrari thường sẽ được trang bị cái đèn hậu kép hình tròn. Nhưng mà trên cái mẫu xe này đã được sửa lại thành những cái hình mà nó thiết kế theo kiểu lập thể và nó nổi lên. Và chính vì thế mà khi mà các cái giải đèn LED nó sáng lên, nó sẽ là một cái gọi là chi tiết mà mang lại bộ nhận diện cực kỳ mới cho SF90. Anh nhận thấy là hình như là các mẫu xe thể thao bây giờ hiện giờ luôn, hình như là cái chiếc Ford City mình vừa thấy thì hình như là họ đang thiết kế đưa cái bô lên cao hơn so với chiếc đèn. Đúng rồi, hai chiếc xe. Hai chiếc bô. Hồi xưa cái bô thường nằm khúc này thì cái bô được đưa lên phần này khá cao ạ. Vâng, cái thống xả thì được đưa lên đây. Và theo mình được biết thì trên cái xe này, khi mà được trang bị cái hệ thống gói Assetto Fiorano thì cái bô này sẽ được làm bằng chất liệu titan. À, bô titan luôn. Vâng, chính vì những cái chi tiết nhỏ này mà cái chiếc xe mà được trang bị Assetto Fiorano thì sẽ nhẹ hơn khoảng 30 kg so với chiếc SF90 thông thường. Và các bạn có thể thấy thêm là chiếc xe cũng đã được sửa đổi một số các cái chi tiết carbon hết luôn, rất là đẹp carbon. Và xe được trang bị rất nhiều các cái hốc gió để mang lại cái hiệu quả mà khuếch tán cái luồng không khí nóng ở trong cái động cơ ra. Và các cái khuếch tán cũng được thiết kế rất là lớn, từ đó mang lại cái hiệu quả khí động học mà thực sự tốt cho cái chiếc siêu xe này. Và đây chính là cái khối động cơ V8 tăng áp đặc trưng của Ferrari. Và kết hợp với đó chính là một cái motor điện ở dưới này. Cái Ferrari SF90 thì được trang bị tới 3 motor điện. 2 motor điện thì đặt ở đằng trước để phục vụ cho cái việc hoạt động của cái cầu trước. Các bạn có thể nhìn thấy cái thiết kế của cái chiếc xe này là có một điểm đặc trưng là cái động cơ của chiếc xe được đặt cực kỳ sâu. Cái giếng động cơ rất là sâu. Chính vì thế mà đã hạ trọng tâm của chiếc xe xuống và làm cho chiếc xe này nó cực kỳ thấp. Nó mang tính cái gọi là cái hiệu quả cho cái việc vận hành cũng như tốt hơn, cũng như là ổn định hơn khi mà tăng tốc ở tốc độ cao. Và mình xin chia sẻ một chút về cái mẫu xe điện này rất là hay. Ví dụ khi chúng ta đi trong phố, chúng ta không muốn ồn ào. Đặc biệt những cái xe Ferrari có tiếng bồ rất là ấn tượng. Có thể là đối với một người nghe thấy rất là thích, một số người thấy là ồn ào. Thì đặc biệt cái hệ thống điện của Ferrari có thể di chuyển được 25 km mà không cần sử dụng động cơ đốt trong. Di chuyển điện 25 km, đi phố nhẹ nhàng, êm ái giống như một cái xe điện. Thì tính ra mà đi cà phê mình có thể sử dụng hoàn toàn bằng động cơ điện. Nạp điện đi cà phê xong rồi đi về nhà hoàn toàn trong phạm vi 25 cây và chiếc xe hoàn toàn có thể đáp ứng được cái nhu cầu vận chuyển của mình. Và tuy nhiên hãng không có một cái sự thông báo là khi chúng ta sạc điện như vậy thì sạc thời gian bao lâu. Nhưng mà ngoài việc sạc điện trên xe thì chúng ta có thể là khi sử dụng xe sẽ tự tính toán động cơ có một hệ thống sạc cho xe. Có thể thấy đây là cái chiếc xe mà được tích hợp rất là nhiều các cái công nghệ hiện đại và vượt trội của Ferrari.
Rồi mình chắc mình đi vô phía trong xe nhỉ. Theo em được biết thì cái chiếc Ferrari SF90 này là một trong những cái chiếc xe đầu tiên của Ferrari mà được thương hiệu gần như là thiết kế lại hoàn toàn cái nội thất. Cái chìa khóa cũng được thiết kế lại. Không để các bạn chờ lâu nữa, bây giờ mình sẽ anh Hải sẽ cùng nhau vào khoang nội thất và để tìm hiểu thêm một số chi tiết nhé. Mọi người thấy đây là cái chìa khóa của mới của Ferrari, rất là đơn giản, rất là gọn, rất là đẹp. Và chỉ có hai nút thôi, nút mở và nút khóa. Ok. Ok rồi, ấn tượng đầu tiên khi anh vừa ngồi vào trong khoang lái giống như là một cái thiết kế của mẫu chiếc xe đua thực thụ. Vâng. Với cái ghế bằng carbon, ghế là ghế đua luôn nè. Vâng. Và có cái... wow. Dây an toàn 4 điểm. Dây an toàn 4 điểm. Thử đeo với nha, mọi người giờ chờ xíu để mình đeo vô coi nhìn đẹp không nha. Trong thời gian đấy thì bật mí cho các bạn là Ferrari mang tới cho chiếc xe này rất nhiều tùy chọn ghế khác nhau. Các bạn có thể lựa chọn các cái ghế mà mang tính thoải mái hơn như ghế comfort, hoặc là ghế nó có thể thao một chút yếu tố thôi, như là kiểu ghế Daytona. Và đây là một trong những cái tùy chọn ghế mà gọi là tối tân nhất, với cả cái hệ thống đai an toàn 4 điểm đem lại cái cảm giác như thực sự là mình đang ngồi trong một chiếc xe đua. Và ấn tượng nhất là toàn bộ được trang bị ốp carbon từ trong ra ngoài, từ ghế, từ các phần đây, các phần bụng cửa. Nó mang các cái xe rất là thể thao. Thông thường trên những cái chiếc SF90 cơ bản mà không được trang bị gói Assetto Fiorano thì những cái phần cửa này thì sẽ vẫn được bọc chất liệu da truyền thống thôi. Và chính vì trên cái chiếc này được trang bị Assetto Fiorano nên mà tất cả các cái chi tiết bụng cửa hay là các cái phần ốp carbon ở trên xe thì đều đã được Ferrari chăm chút một cách cẩn thận, cũng như là hoàn thiện với cả carbon bóng và carbon mờ nó đan xen nhau để không đem tới một cái vẻ gọi là nó mang tính quá là đơn sơ hay là nó quá là đơn giản. Rất là hay. Cái chìa khóa là chúng ta sau khi chúng ta sử dụng có một cái khe để vừa chìa khóa luôn, rất là tinh tế đấy. Những cái xe Ferrari theo anh biết là cái phần mà chuyển số là nút bấm. Vâng. Thì tất cả dòng xe mẫu mới bây giờ là họ sẽ không sử dụng nút bấm nữa mà họ sử dụng cái cần số rất là gọn nhỏ xíu trên đây. Vâng. Nếu các bạn để ý những cái chiếc Ferrari và thiết kế trước đây thì các cái phần cần số này, các cái phần mà nút số này thì sẽ được thiết kế và đặt trên một cái cầu nút theo cầu tầng. Nút, đúng rồi, theo tầng. Và tuy nhiên bây giờ thì đã được gọi là thu gọn lại. Và với cả cái bộ xăng số này, trông nó vẫn có phần nào đấy nó rất là gợi lại những cái chiếc xe đua cổ điển với cả những cái cần số truyền thống, tuy nhiên thì đã được Ferrari hiện đại hóa hoàn toàn. Đây là một chiếc xe công nghệ. Và toàn bộ hiển thị đều là trên màn hình. Màn hình này là 16 inch. 16 inch. 16 inch, toàn bộ hiển thị xóa lên đây. Ấn tượng nhất là vẫn là cái vô lăng. Vô lăng giống như cái vô lăng trên xe F1 nhỉ. Vâng. Có rất là nhiều phím trên đây. Và cái mẫu xe cũ khi chúng ta khởi động, chúng ta ấn nút trên đây. Vâng. Thì hiện nay là Ferrari đã đưa cái nút khởi động startup bằng cảm ứng hết luôn, nằm trên đây. Mọi người thấy là engine startup, một cái hiển thị đèn trên đây rất là gọn. Để nhẹ vô đây nè, thử nha. Đó, để nhẹ cảm ứng chứ. Và cái này hay là cảm ứng nha. Đấy, trên xe hình như là có 4 chế độ lái. Chế độ lái hybrid sử dụng bằng điện, có thể di chuyển 25 cây số, và chế độ tự động xe tính toán, và chế độ đua. Chế độ đua thì xe sẽ vận hành cả hệ thống động cơ và cả hệ thống điện để cho công suất tối ưu nhất. Và chế độ chạy trong đường đua là chúng ta ngắt luôn cái phần hệ thống ESC. Và thêm vào đó thì tất cả những cái chi tiết khác như là về điều chỉnh, về gọi là màn hình giải trí, về điều hòa thì đều đã được Ferrari trang bị bằng các cái hệ thống màn hình cảm ứng. Chính vì thế mà đem lại em thấy là một cái diện mạo gọi là hoàn toàn khác biệt so với cả những cái chiếc Ferrari trước đây. Nó gần như là một cái chiếc xe nó bước đến từ tương lai. Đặc biệt là đối với những người ngồi kế bên thì cũng có thể chỉnh được những cái tính năng. Ví dụ là hệ thống của xe này, nghe nhạc này, có hết đây nè. Đây là một số đấy, các cái hiển thị về mặt về tốc độ nếu mà xe đang chạy. Một trong những cái đặc điểm về mặt công nghệ, kỹ thuật trên cái chiếc SF90 này đặc biệt nhất mà mình không thể nào không nhắc đến, đó chính là cái hệ thống RaceE, là cái hệ thống phân bổ trợ lực điện tử mà giúp xe vào cua một cách gọi là hiệu quả hơn, cũng như là phân bổ các cái sức mạnh của xe một cách hợp lý. Và bây giờ mình sẽ có thể cho các bạn thấy được cái hệ thống RaceE này nhé. Và đây chính là cái hệ thống RaceE mà mình đã nhắc đến. Đồng thời cái hệ thống này đã được trang bị gọi là đính kèm luôn với cả
hai cái motor điện phía trước và để cung cấp cái nguồn năng lượng cho cái phía trục trước của xe. Cái hệ thống này thì sẽ giúp là phân bổ cái lực moment xoắn vào cho từng bánh để gần như là hỗ trợ cũng như là tiết kiệm năng lượng một cách tối đa nhất cho các cái phần bánh xe mà khi mà xe vào cua. Chính vì thế mà sẽ có thể giúp gọi là vừa phân bổ các cái gọi là moment xoắn một cách phù hợp mà cũng đồng thời là tiết kiệm cái năng lượng cho cái chiếc SF90 này. Ok, anh rất ấn tượng nha. Tất cả dòng xe Ferrari không biết bắt đầu từ năm nào, họ đều có một cái bảng giống như là cái giống như cái giấy khai sinh vậy đấy. Vâng. Như mỗi tờ giấy khai sinh của một cái xe này ra thì cái xe này tất cả trang bị, hệ thống có những option gì đều được đính trên một cái miếng bằng kim loại, và những cái option nào họ đều hiển thị hết toàn bộ trên cái miếng này. Thì mọi người chắc là khi xem xe, mua xe chỉ cần nhìn vô cái bảng này là biết xe mình đã có những cái option nào, đồ chơi nào. Và đây là những phần hai anh em muốn chia sẻ đến các bạn đang theo dõi kênh Cam Passion về mẫu xe Ferrari SF90 Stradella, một mẫu xe đua đường phố của Ferrari mạnh nhất và hiện đại nhất cho đến thời điểm hiện nay. Và hiện tại thì Ferrari Việt Nam đã chính thức nhận đơn đặt hàng chiếc xe này. Những ai quan tâm thì có thể ghé cái showroom Ferrari đã tọa lạc tại cái khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh để có thể trải nghiệm, chiêm ngưỡng mẫu xe này cũng như là quyết định đặt hàng một cái chiếc xe cho riêng mình thông qua cái chương trình cá nhân hóa đặc biệt mà Ferrari đã triển khai ở đây. Và hãy nhớ like, share, subscribe cho kênh Car Passion để có thể đón xem nhiều cái video về những chiếc xe độc đáo hơn nhé. Chào tất cả các bạn. Xin chào mọi người.